Ok, hô lên anh em. Thì đang sự kiện cho tem đánh phát nên tranh thủ giữa trưa có ăn game gì chơi thử tí. Thì không có thời gian rảnh nhiều nên định tranh thủ gì thôi. Thì cũng lên sờ tim coi thứ đây, sự kiện tem đánh phát này có những con gì. Mình cũng tải về chơi những bản demo của nó luôn. Đây, tem đánh phát. Cái này là đang giới thiệu con live bi hay gì đó. Tạm thời tắt mấy cái livestream đó. Đây con game thủ lạnh cái gì này thử nó chú luôn, con view finder này tôi cũng sẽ thử luôn. Thì đây là những cái sự kiện Steam Next Fest hàng năm của Steam, mỗi năm thì có thể diễn ra vài ba lần vậy đó. Thì chủ yếu tập trung vào việc là chơi các demo thử của các con game nào, những nhà phát hành họ muốn tung cái bản game chính thức ra họ sẽ tung cái bản demo trước cho mình chiêm ngưỡng. Thì cái sự kiện Steam Next Fest này cũng như một cái gian hàng của các mà nhãn hàng ở gì đó, họ show ra rất nhiều demo để chúng ta trải nghiệm luôn. Có thể chơi những demo nè, gặp gỡ những nhà lập trình viên đang phát sóng trực tiếp nè, thì quyết tích giờ theo dõi những cái mà con game mình ưa thích. Đây tôi mở tiếng to to lên tí. Ok, thì đây giá trị đang con game thủ thành thôi, được 300 follow rồi. Con này tôi quyết tích khá lâu rồi, giờ tôi tải demo luôn. Con game tiếp theo là một con game mà từng lên Game Awards giới thiệu một lần đó, Game Awards của năm nay hay gì á, hay là cái sự kiện gì tôi không nhớ nữa. Nhớ là con game này nó quảng bá rất là nhiều ở cái mấy sự kiện lớn luôn nên đạt được con số 11.800 follow, con số rất khủng khiếp của cái dòng game mà giải đố. Rất ít cái game đạt được cái chỉ số này nha. Thì tôi cũng muốn coi thử đây, cái game giải đố của họ có gì mà hot như vậy. Rồi đã tải luôn, hiện tại là tải được hai game rồi. Con này thì tôi đã chơi rồi, con này thì cũng follow rất là khủng khiếp, anh em nào muốn thử có thể thử, làm 3.000 luôn, họ dựng như một cái mà cinematic mà. Anh em nào muốn coi thì cứ lên kênh tôi coi thử. Con này chắc dạng phiêu lưu khám phá vũ trụ á, đây bối cảnh tương lai thôi, con này có thời gian sẽ chơi sau. World Heaven là con game của Nation, của mấy anh Hàn Quốc nè. Đây là con game MMO dạng game online. Rồi đây nè, nên tôi cũng hạn chế chơi mấy game online lắm, không phải vì không thích mà là sợ thích rồi thì không có thời gian chơi. Anh em nào muốn thử mà mấy dòng MMO loạn lạc cho những chiến trường combat rộng lớn thì thử qua game này để coi nó đào được cái đầu rồi. Ở nhà nên mạng nó hơi yếu một tí. Rồi ok, một game rồi đó. Engine này tôi cũng muốn thử nè, nó có cơ chế chiến đấu thì trông rất là ngộ đời luôn, khá là lạ luôn. Thì con game này trong cái đợt mà mới đây á thì cũng có cái demo video rồi, hình như là Summer Game Fest phải không, tuy nhiên nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó chưa có thời gian coi kỹ trailer nữa. Những trang giấy bị lãng quên của lịch sử. Tìm cô ấy và đem cô ấy về cho tôi. Chỉ thích ở bên tay là mặt có tài ngang là như một điều bình thường vậy nha. Nhiều người rất thích là cái khuôn mặt có tài ngang đó luôn, như một cái phê tiếp mới vậy. Châu Á mình thì không ít nhưng mà bên tay điều này rất bình thường. Cơ chế chiến đấu nhìn rất là bựa luôn nha. À có yếu tố hành động thì luôn đó nè. Được, tôi lấy luôn. Con này dạng hack and slash mà lại vào cốt truyện nữa hả? JRPG của em Nhật Bản. Game này chơi chắc tốn thời gian dữ lắm. Biến quá giật hả vậy? Song was about you. Your smile. Defeating him now might make the wall. Game hello chặt chém. Mà mình nhớ gì đi em ta. But I can teach you a couple of things too, you know. To die. Wait for me. Dạng tôi thấy là có căng rồi đó, nên chắc chơi không nổi đâu.
21/9/23 Save the world. Coi thêm một số hình ảnh này. Sao cái góc cam này nó gần dưới vậy ta? Design của UI này cũng là hơi khó nhìn thấy. Mở cái gì mà nó không mở gì đâu. Con này tôi nghĩ là nó phong cách mà na ná như cái kiểu của cái dòng Persona. Xây dựng cốt truyện có nhiều đưa ra có nhiều lựa chọn luôn. Lập cái bạch đi tem mà đi đánh nhau. Anh em là thích Persona thì thử qua game này nữa. Đây là Viewfinder, tôi đã thêm rồi. Con này giá lập lái xe hả? Tôi nhớ có một con game giá lập giá lái xe gì để tôi nó đang mơ không gài á. Chắc con này quá. Ủa con này đâu có demo đâu. Không demo cho đưa đây ta. Nó đèn tải nên nó chậm quá. Thì tải cũng được trăm mấy Mbps, tính ra là khoảng hai mấy mb giây á. Thì chắc tôi tranh thủ vô chơi mấy con đã tải xong đó. Dụ demo này để tí nữa tính tiếp. Tìm nét phép dục đây. Coi nốt cái ăn này đi. Ủa có kinh gì không? Đâu kinh gì đâu, cái lưu sinh tồn xây dựng là thành phố vậy đó mà. Đồ bạ vừa cổ vừa hiện đại nha. Em rất là ấn tượng luôn. Tiếng radio của thập niên là những năm 80 nữa nè. Anh em nào mê xe là nhất là ba cái vụ độ xe thì chắc không thể bỏ qua này được rồi. Càng diện để tôi nó đang ban này. 10.000 follow, khủng khiếp. Game tầm khoảng 200-300 follow là anh em có khả năng là kiếm được tí tiền rồi đó. Nếu lẽ anh em là một mình. Còn trường hợp mà studio chỉ cần 500 follow là họ có thể mang lại một phần lợi nhuận nhỏ. Tùy cái dự án phát triển nữa, đa số với các game indie. Cái con số này nó rất quan trọng là nó ảnh hưởng đến việc mà anh em ra mắt thì game nữa sẽ tiếp cận được bao nhiêu người với mà có lên được cái trang chủ với Steam không. Cái follow càng cao thì cái tỷ lệ anh em xuất hiện ở đây càng nhiều. Còn nếu như không có nữa thì nó chỉ nằm qua cái tab này thôi. Tab hơn tí thì nằm qua tab này. Còn không có nữa thì nó nằm vô trong này luôn. Là gần như là không có người nào có thể tiếp cận được luôn. Lúc đó thì đáng buồn trong game lắm. Rồi tải xong rồi. Thử con đầu là con thủ thành này đi. Bữa thời gian hạn hẹp lắm. Nên tranh thủ chơi được nào chưa. Chỉ có tiếng Anh. Khu vực ở Mỹ hả? Ủa, tại sao lại dọn khu vực ở đây? Đừng nói đây là game online à. Đều phiên bản demo của game Defender Web. Nó chỉ có khoảng 10% game thôi. Thì mình có thể sử dụng cái file save đó mà cho phiên bản này đủ luôn. Không lo mất tiến trình. Chỉ hỗ trợ tới 2K thôi. Hay là do nó tính theo cái màn. Anh lấy enter. Ok. Rồi lock FPS lại đó. Rồi tạm thời nhỏ nhỏ rồi. Gọi hết mấy cái setting luôn. Cái này là ASDFGH là sao ta? Kỹ năng hả? Là bốn cái nút dưới là bốn kỹ năng. Bốn cái nút trên là bốn cái cột. Cái này là cái hàng hả? Cũng không hiểu cho lắm. Cái này giả lập bằng phím thì tốc độ game ngày đêm là dấu ngã, dấu tab, dấu chấm, dấu phẩy. Con game này hơi bị nhiều nút nha. Nó không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Không có tác hiệu nhấp nháy đi. Nó ảnh hưởng đến anh em lắm. Game Switch. Ok luôn. Này là gì? Tutorial là cái này bật như cái dạng gameplay á.
xếp file họ xếp vô trong đây hết anh. Thường là logo Go á, chứ ít ai xếp vô Garmin này lắm. Đại quản mấy cái trình nó quét là quét nó bay cái này luôn. Garmin là cái bộ nhớ đệm như của trình Việt thôi. Thì con này chắc định hướng đến quét game sau này. Nhưng mà nhiều nút quá. Rồi, chúng ta bắt đầu vào chơi thôi. Tôi bật cái FPS lên coi nó mượn không nha. Vũ trụ là DQ 2048. Kìa. Đồ họa rất là đẹp. Này cái gì? Kinh nghiệm cái này là dạng tùy chỉnh cái gameplay cho nó dễ hay khó hơn. Rồi. Sao cái con này nó không có cửa sổ mà nó vui được ta? Nó chưa có cái logo game luôn nè, anh em nhìn dưới này đã thấy không? Để đổi hình nền cho dễ nhìn đó. Dưới này họ chưa có làm được cái logo game nữa. Đó, luôn là bắt đầu. Nét. Thì nói chung là vũ trụ biến đổi thì có cái gì đó tội trở vậy thôi. Tôi cũng chả biết cái cốt truyện game này nó nói về cái chủ đề gì. Mà họ mới đầu tiên vô hồi cái chuyện bằng chữ bằng test play nữa. Nghĩ sau này có khi mà game thành công chắc những cái cinematic sau. Chứ để gì không mà không có cái ảnh minh họa nào bên ấy chứ. Thực ra bây giờ ảnh minh họa thì thay design qua cho AI nó dễ không khó lắm. Đó nói chung là cái gì? Trọng lực cái gì đó. Thay đổi linh hồn, nói chung là tận thế xảy ra rồi thôi. Cốt truyện rất là quen thuộc luôn. Quái vật rồi dữ chơi lên. Rồi. Nói chung là có sức mạnh thì trách nhiệm và quyền của thôi. Giờ làm gì? Đừng nói fight to win. Vô đây thì tiếng nhỏ xíu à. Bắt tờ á. Đó, kể chuyện là có cái hình ảnh bên đây nè. Đang ăn mà nó lại nó kêu làm vụ nữa. Chúng ta luôn trong nhiệm vụ nên ăn lúc nào bây giờ. Rồi bắt đầu đi săn làm vụ săn tiền thưởng thôi. Rồi vô. Đây là chúng ta có đội trưởng của cái mà Gilligan này. Cái kỹ năng đặc biệt là tầm trung và tầm gần. Tên là Elvini hả? Eo này gì? Chị đại này à? Quái vật đi từ điểm này. Chỗ này là cái chiêu của mình. Game này tiếng thì lúc lớn lúc nhỏ nó thà lá vậy. Rồi đâu lại là quái đây. Con quái mới tên là bỏ đi bộ. Gọi là bộ hành, bộ hành. Một con quái có cục phổ thông, tốc độ 2, máu 2, không có công, không có thủ luôn.
đúng kiểu mà mấy con quái trong NPC trong game á, tốc độ nhanh lên cơ. Đó mình đã lấy được cái dữ liệu của cái con quái nó rồi, con bọ nó rồi. Đó mình xem được thông tin này. Vui là một cái tài nguyên quan trọng trong tự nhiên. Thì chắc là lấy được cái đó thì có thể nâng cấp gì thôi. Nhìn em nó bào như bào củi vậy. Đây là hình boss 3. Khi mà sử dụng thì sẽ nhanh và mạnh hơn. Tại boss tại level 2 thì có thể sử dụng cái kỹ năng đặc biệt là double hit. Boss là dạng up level lên. Là thời gian đây, thời gian hồi chiêu là nó đẩy cái ống. Nói không đó, chị tại. Rồi, cái con tàu của mình đã thành công. Để viên nó lên level 2. Nhấn vào đây để nâng bộ kỹ năng của em đó. Đam có đường chém lên 25% DPS thì tăng được 1.05. Tăng đam khi đứng một mình, dạng như là sói cô độc đó, Lone Wolf. Này đam. Này leader. Thì tăng 50% tốc độ chém khi đứng phía trước một đồng minh. Thì cái này là sói cô độc, còn cái này là đội trưởng. Hai cái này nó khó nhau à. Bây giờ tăng nào ta? Đầu game vô thì tôi nghĩ là chưa có nhiều đâu. Nhưng mà game này chắc mang tính đồng đội á. Không, sói cô độc đi. An toàn nhất thì vẫn tăng cái trên. Này là cái gì ta? Dạng như mà một cái bay của mình á. Lại tiếp tục ăn súp. Bây giờ mình qua được điểm 2 nè. Nói nhiều quá, game mà cũng nói nhiều vậy. Mình được cái chủ laser gì cơ? Cái gì? Người đặt sao? Cái này bấm xạ lần á, nó là nút A. Chống xây nhà nó mà chuyển qua bắn súng rồi. Rồi chả hiểu quá gì luôn. Tại sao nó không cho mình chọn qua cái tab vậy? Nè giờ nó cho chọn nè. Vãi thiệt con game. Rồi ok. Cho anh ấy nhiều thuốc để anh ấy hút vô. Mình có thể để con này chém mà vừa có thể mà bắn này luôn. Cho con chuột cứ tự nhảy xuống vậy đó.
bắt đầu quái nó vô hơn. Biết rồi, xài nãy giờ rồi cũng cốc rồi. Quái nó thấy đi hai đường rồi. Vậy thôi đó hả? Con tàu mình level 2 nè, có thể nâng được cái gì đó. Được rồi, 2 chẳng có nâng quá luôn. Rồi, bot giả gì? Không, cái đó là con tàu của mình. Cho nó ăn thôi. Và cái tuổi 2 sao mình có cái gì ở đây đây, 52 gì đây, bài ti chỉ có anh Tàu với đội trưởng thôi, mấy anh đính đác nãy giờ thấy nói nhiều chứ không có thấy dùng gì hết. Đó hình như là có đầu bán hàng cho mình rồi đó. Mình sẽ đi thu nhập tài nguyên về để lại cho. Con quái mới, máu nó nhanh hơn, nó có thể tấn công. Tấn công mục tiêu là cận chiến. Hết trăm hai mươi lăm là boss được lần nữa. Boss này thì được tái dụng gì không ta? Boss được cái level 3 nè. Ủa sao ship bị cái gì? Nó đánh mình mất máu nữa nha. Sau này chắc phải bui đồ phòng thủ chứ không phải là mỗi tấn công thôi được. Ba con, ba con, ba con. Tí nữa quái điền này nữa hả ta? Này chắc dùng laser chiếu là hết rồi. Game thì ngắn tẹo mà ngắn hơn thời gian đó, nói chuyện đó. Hiện tại thì mới bản demo anh em nên không nên quan tâm cốt truyện nhiều đâu. 2.000 đồng. Đó giờ nó mở shop cho mình mà. Nhưng mà méo có gì hết. Này làm sao? Này mình đang mang hay là đã có rồi? Đồ này hiện dưới đây chứ không hiện ở trên nữa. Nhân vật đây. Vin của mình. Whip. Mình mới được cái đao nè, còn cái áo chưa có thì đao là 6 cộng 2. Q thì chắc xong cái này rồi mới lên thôi. Ủa cái này là một sao làm sao? À 3 sao thì cái này thử coi.
Không biết mình đi nổi mà 3 sao chưa. Quái nó đánh có đau hơn ta. Mình không dùng là gì hỗ trợ ở dưới được rồi. Chết rồi. Bắn 10 phát mới hết. Đuối nha. Năm con level 2 cộng. Quá trâu rồi. Cái kill của mình đó hả? Rồi chết luôn rồi. Không sao, còn laser. Ok. Nói chung là vẫn qua được cái đó. Con tạo lên level 3 giá tới dũng méo luôn. Kêu quay. Hiện tại thì chưa có địch gì hết, chắc chơi lên quốc vô cái lành đi. Shop có bán gì nữa không? Không. Bắt tạo. Cái cổng dịch chuyển thứ hai, cái cảng thứ hai thì có thể di chuyển được không? Lũ đạn mới tăng cái lon quất xong nó cho ăn này nữa. Giờ tới tỷ khiêu luôn trời. Quách level 2 có thể sử dụng công nghệ gọi được cơ. Chuột tôi sao nó cứ bị cuốn xuống dưới hoài à. Cần thêm một quái áo giáp nữa. Chứ không thôi là quái nó đánh đâu lắm. Hai đi, cho nó nhanh. Quá đông rồi. Đẩy nó về anh ơi. Màu 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 màu. Đủ đạn một máu nữa. Nhấn chữ A là con chuột có nhảy mình luôn luôn. Bắt đầu thấy hiu hiu rồi đó.
đánh cho nó mập thôi, anh mập thôi đánh cho nó. Cái này nó có khuôn mặt leo lưỡi là gì ta? Tóm gọi. Hai trăm nữa. Để kêu gì kìa. À, nó đánh mình hay chứ không phải là kêu gì đâu. Vẫn thủ được anh em ơi. Chưa bị thủng nặng lắm. Tập trung làm chậm thôi, không cần đâm đâu. Có đồ mới, có đồ mới. 400 Canon 4 vàng. Vậy là cái vàng này để mua cho cái trang bị chiếc thuyền. Cái vàng này vào mua trang bị chiếc thuyền. Anh em chơi đủ khó cao hơn thì cái vàng nó nhiều hơn. Còn cái này đánh quái thì nó rớt hơn. Chấm hỏi hả? Nổi không ta? Nổi làm đợi thôi. Rồi đấm đi, nói nhiều quá. Anh em là muốn đọc cái để từ giờ đọc. I'm on my way. Quái nó đi. Vì mình tập trung xây thủ này thôi. Ủa? Hết tốn 25 cái hộp đó. Không ổn rồi. Lỡ bấm bậy rồi. Nãy tăng điểm mà lên quốc cái này. Sai lầm quá. Sai sai rồi. Rồi, làm lại. Nepal. Green. Ấy, quên nâng máy này lên á. Cái gì? Không bỏ tốc độ hả? Ba máu ba tốc luôn.
da. Sao xài phiêu không được luôn. Trời ơi, bấm cái là anh chuột nó nhảy xuống khúc luôn. Bấm phiêu cái là anh chuột nó nhảy xuống khúc luôn. To rồi. Chắc về lại normal thôi. Được gì nữa không? Không. Normal. Con game này mỗi lần nó bấm kill là con chuột nó giật xuống. Khoảng 1/4 màn hình chứ. Nên xài kill mà không biết mình đang làm gì ở đâu luôn. Boss lên 3 thì nó chỉ đang đam thôi, nên không cần boss, có boss là boss thanh niên rồi. Giờ lên normal thì nó dễ quá. Bắn hết chết này luôn rồi, khỏi rồi bỏ tốc độ với. Hai trăm lần chỉ đại lên nào. Normal thì nó dễ hơn cái mức nãy là 1 phút nhiều luôn. Nó nãy đi nhanh quá vậy, sơ sẩy là bay màu. Rồi chưa kịp nâng á. Lên không? Chưa lên á. Nói chung con game này cũng bình thường, chưa thấy cái gì nổi bật hết. Tưởng chưa có bộ kết hợp nào gọi là chuẩn chỉ hay là kháng cái chỉ số kháng, hay là chỉ số mà kỹ năng hay tuyệt kỹ gì nữa. Chừng nào mình đi cái bước nào mồ đến khi nào mà hết khả năng mình chuyển qua bước kia, bước khó hơn bật. Có em qua gần mới. Hiện này chủ yếu là tấn công cầm xa hàng vũ khí hạng nặng thôi. Quái. Quái nó sẽ đi hai đường này vô thẳng đây, mình tập trung đi defend chỗ này. Sau này anh em mà chơi á, nếu như con quái nó có đam á thì phải tính thay phiên cái việc mà rút tướng mình vô, vừa đưa quân mình ra phải rút quân mình vô nữa. Quên nãy giờ không nâng mấy này luôn trời. Phải đái thiệt. Làm phí biết bao nhiêu tiền luôn. Ừ, làm biết bao nhiêu tiền không xài tới. Để khui ống.
là 125 lại tinh sót bắn ra tự xét hay gì chưa kịp gì coi nữa. Cái khiêu nó là lên gấp tiêu rồi mình vi tăng cái đam cho cái chiêu double hit hồi 20 hồi máu bằng 25% lượng đam gây ra chứ ưu tiên cái khiêu đó hơn nếu về sau có mang quái em nào ở đây thì em này là dạng như nhờ mình làm cái củ vạn đưa em nó đi chứ giống bảo tiêu chứ chia sẻ dữ liệu với nhau mà cùng sinh sống thôi. Đồ mới cho em đó vũ khí trước ưu tiên vũ khí gear là được cái áo này thì cộng hai đủ thôi không có tác dụng như mấy nên đưa cho tăng cơ khi nào mà tăng được cái điểm hút máu thì chuyển áo qua cho thanh niên này còn em này thay dài chứ không cần mua được hai cái mua luôn cái giao diện mua đồ cũng thiết kế hơi kỳ nữa. Nói chung game này chỉ ở mức tầm tạm thôi chứ chưa thấy mà quá hay ho chỗ nào. Cốt truyện thì đang cũng mỗi lần vô game thì khoảng 5-6 hình vậy mà do cái bản demo nên tôi không tập trung cốt truyện đâu tại vì mình nhớ tới đó thì mình cũng mới chơi lại thôi quá nhiều game để có thể nhớ cốt truyện rồi. Bây giờ chia hai bên này chứ không có còn đường thủ nữa à bắn xét gì vậy? Mình chọc mấy con ở xa mình em nó đường luôn. Tôi tưởng nó đi trên nhá, trên đường ngắn hơn. Hóa ra nó đi dưới rồi. Đi dưới xảy dưới ngon hơn. Này thì bỏ siêu tốc, này thì bỏ tốc độ. Gọi được rồi biết rồi tôi mà to thì bà cũng to theo thôi tôi chả muốn bấm nữa đâu em này lên cấp nữa rồi 250 luôn hả cu này đứng sao chả làm cái gì luôn ê ê ê không sao rồi xong luôn đưa 4 năm khi mà nóc to nó thì sẽ tăng thêm cái đơn sóng gây 7.9 đàm trong phạm vi ô gửi con này cần tốc độ đánh hơn là đâu cái này cũng chả cần đâu
Em này còn 2 kill á. Đánh cái thằng Bẩm Di ô đánh thêm là 2 ô nữa. Level 3 2 điểm à. Rồi. Ship bị hỏng gì nó vậy? Nó tạo tiếng ồn. Có thể có quái vật á. Nên kêu nhẹ. Đó là hơi thở của con tàu thôi. Vô duyên. Con này đi nhờ tàu của mình. Vô diện này nó thiết kế là không hợp nữa lắm. Có thêm một cái con lính này nữa. Con đi nhờ nè. Em này có 32 máu à. Bạn màu vàng ở double dam vậy hồi nãy là tăng cái ô 2 ô lên là lỗ. Chỗ này là tối ưu nhất nhưng mà không có chỗ đặt. Sao ta nên đặt ở đây hay là ở trong? Ở trong thì chưa biết đường đi của quái nên tôi sẽ đặt ở đây luôn. Đặt ở đây thì sợ quái nó đánh mình đó. Con này máu yếu lắm. Con này bổ khiêu nó sao bổ vuông á. Người đặt đây là đúng bài rồi. Dọn hết quân ngoài trước luôn thì ngoài sau có thể chống rỗng. Chết rồi, không có gì con nữa được rồi. Giờ tôi méo biết quái nó đi đường trên hay đường dưới. Mày trước mắt cái trên đi, con nào ở dưới thì mình bem luôn đó. Rồi, ok. Đang chơi normal nên chắc không sao đâu. Này là cái gì? À em này là dạng boost. Thôi chết cụ rồi. Biết gì dồn hết quân vô giữa được rồi. Đừng lại, đừng lại. Gì đây em này đứng đây đây rồi gấu không xài cái trên này luôn để coi nó đánh thử làm sao. Tôi nghĩ chơi normal thì nó không có dễ sống gì đâu.
cái gì đó với mới rồi. Con này thì máu cực kỳ trâu luôn, nhưng mà nó đi rất là chậm. Quên á, đâu cần xài cái kiểu đâu. Hai trăm lần tiếp thanh niên rồi đó. Rồi vừa nâng xong thì win game luôn. Chúng ta nâng kill cho em này ấy. Rồi. Tăng cái này boost đam cho đồng minh, còn cái này thì hồi máu cho đồng minh, còn cái này á thì phản đam. Phản đam tôi nghĩ vì sao mới có lợi với ban đầu không có tác dụng gì mấy đâu. Có hai điều, một chị gái của cái này à, mà không chắc tôi đã nhắc đến trước đây chưa. Khi mà trở về đội trưởng, trở về cái thành chính á, mà không có em này á, thì mình sẽ bị bắn trước. You will die. Em nói đúng là dạng như là support, chuyên về chữ gì. Cái đồ mới, đồ mới. Không ba đam lận. Laser này thì nhanh hơn, nhưng mà nó còn 10 tiền. Trước khi vào trận lại nói, đánh xong lại nói. Thực ra là thay vì viết cốt truyện nhiều quá thì có thể là cho người chơi là tự ý khám phá, hoặc là đi qua 3-4 ngải đi hả, nói rồi quái đi hai đầu vô, đường nào cũng phải qua chỗ này. Đường đặt bên phải thì nó đi đường cũng trái ngắn hơn. Cái dòng trắng này là sao ta? À, cái dòng trắng này acid hỗ trợ cái dòng vàng ở ngoài. Vì bắt buộc phải đặt ở đây rồi, có đường vái nào nữa đâu. Cái này phát rồi đê á, đê bắn phát có 10 rồi, bắn A chưa rồi.
125 năng luôn. Em này cũng dạng DPS chính của tao. Win luôn rồi. Thủ thì chả có bao nhiêu cái danh á, mà quái thì nó cứ đi tại tại em. Hút máu 100% luôn. Tăng em 25% mo vui. Tức là cái skill này nó tính cho mỗi cái con này hay là cho tất cả các đồng minh luôn? Mấy máu đi. Con tàu thì chả tác dụng quá gì, ngoài nó trâu lên tí. Thôi kiếp đi, làm biến độc quá. Giờ tập trung vào cái gì, chấm dứt. Chưa có gì cả. Chủ yếu rồi chơi demo game à. Quái đi hai đường. Nếu đặt ở đây thì tập trung vào cánh phải. Ok, em này một mình một đường đi. Tôi vẫn chưa biết bên nào quái nó ra nhiều. Bên phải thì mới cần quan tâm cho lắm. Chết luôn kìa. Lộn rồi, nhưng để cho thằng chém đứng trước mới đúng. Ok,
Nãy đang để nâng đam em này mới đúng rồi. Nâng đam em này lên thì còn chống được tí. Cái xác nó không có giới hạn đó, nên bắn từ đầu xuống đây nó lan qua đây luôn, nên không có sợ phí. Trái 15 bên phải. Con này đam nó cao lắm, diệt nó sớm. À để cà ghi nè. Nó đánh mình kìa. Đàng hoàng đánh chết. Rồi, ổn. Thì chắc tôi ngừng demo đây thôi. Đâu qua khiêu mới luôn nè. Cái kiểu này nó không ngon nhanh. Mà bỏ lên đây thì không biết được không. Bỏ cái chém thường nó chỉ xài double hit. Chém thường thì nó rất là nhanh. Làm chém thường thôi, không cần bước vô hết đâu. Thử cái nữa đây. Kiếp, thử nhanh tốc độ lên. Giờ sẽ chia hai đường, hai lối thủ rồi đó. Gì đây? Không có gì hết. Kiếp luôn. Có lẽ đã bị bỏ qua người lâu lắm rồi. Kịp luôn thì quái nó sẽ đi ai đồ chém ở đây thì ít lắm, nhưng mà đâu có đặt chỗ nào được nữa. Này đặt ở đâu tối ưu hơn bên này. Rồi ok
Không cần Gikon đâu. Quay mới rồi. Kêu boss hay gì? Con này xài laser thôi bắn chắc nó cũng đủ chết nữa. Thì nó phun lửa nó bắn lại mình được luôn rồi. Có hút máu thì cũng không lo cho lắm. Đổi cây hả? Quay này quay cuối rồi nên chắc không đủ tiền lắm đâu. Chỉ đóng băng nó thôi. Đơn giản vậy thôi à. Thôi, nhiều mô trên đây thôi. Được cái phim cái gì ấy. Không có gì mới cả. Game này tiết tấu khá là chậm luôn. Củ Thành thì cũng cơ bản đặc trưng chứ chưa thấy gì quá bất ngờ. Trang bị thì chỉ có một vũ khí và một cái quần áo. Rồi ok. Không cần đâu, 11 có gì chờ lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta đã xong một game.